Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì đây là clip cho đầu tháng 4. Ở đầu tháng 4 này có một chút thay đổi, đó chính là mình muốn làm theo kiểu clip, đó chính là mục tiêu ở trong tháng các bạn muốn thu nhập như thế nào. Có nghĩa là trong tháng 4 này các bạn muốn mình có được bao nhiêu tiền ấy. Đấy, cái mục tiêu vậy. Có rất nhiều những cái hướng dẫn các bạn trên mạng như là các bạn có thể tìm thấy rất dễ dàng. Ví dụ là các bạn cần phải cố gắng hơn, có động lực hơn này, giống như kiểu là các bạn chỉ cần cố gắng cố gắng cố gắng, khi khi mà cái bạn thất bại, bạn càng gần đến thất bại bao nhiêu ấy, thì lúc đấy thì bạn khi bạn thất bại cực độ ấy, bạn cảm thấy chán nản nhất, thì là lúc mà bạn đạt đến gần thành công nhất. Đấy, rất nhiều những cái kiểu mà hoặc là những cái câu châm ngôn của những người nổi tiếng, rồi những cái kiểu như là Jack Ma đã thi trượt đại học 3 lần chẳng hạn. Ông đã bị từ chối khi đi xin việc 30 lần chẳng hạn, hoặc là vua gà gà rán KFC ấy, thì ông đã bị từ chối, đã thử để mang 1.009 miếng gà đi bán cho miễn phí mà bị từ chối. Đấy, và ông vẫn cứ quyết tâm tấn công. Đấy. Thì nếu người ta sẽ bảo là nếu như mà ông ấy ở đến cái miếng gà thứ 1.000, ông ấy lại không làm miếng gà nữa, bị từ chối đến miếng 1.000 ông không làm nữa, thì làm sao chúng ta có thương hiệu KFC ngày hôm nay chẳng hạn. Đấy, thì thực ra tất cả mọi thứ, những nguồn động lực các bạn có thể nhìn thấy đầy trên mạng, để mà tiếp lửa cho bản thân mình khi mỗi lần các bạn thất bại thất bại thất bại. Nói chung là có rất nhiều người viết làm cái những cái động lực, những cái video về động lực ấy. Nhưng mà thực sự là cũng có ai nó làm một cái cụ thể chi tiết nào về cách thức để cho thế, thì để dễ dàng hơn với việc kiếm tiền online, nói riêng cũng như là để mà chúng ta có thể thành công trong cuộc sống nói chung, thì chúng ta cần, đó chính là mục tiêu. Mục tiêu của bạn là gì và mong muốn của bạn là gì? Thì cái này, điều này thì mình cũng đã từng làm trên kênh của mình rồi, nhưng mà mình thấy là các bạn hình như vẫn vẫn rất là hời hợt. Thế là lần này mình phải làm thêm clip này nữa để mà nó cụ thể hơn một chút nữa, đó, cố gắng giúp toàn bộ anh em. Thì điều mà mình muốn chia sẻ này, người mà mong muốn các bạn kiếm được nhiều tiền nhất chắc chắn không phải là bạn bè của bạn, chắc chắn không phải là bố mẹ của bạn, mà là mình. Bạn biết tại sao? Thứ nhất, người mà mong muốn các bạn kiếm kiếm tiền online nhá, kiếm tiền online bằng những cái hướng dẫn của mình nhá, chứ không phải là ngoài xã hội đâu. Ngoài xã hội thì chắc là người mong muốn bạn kiếm được nhiều tiền nhất chắc là bố mẹ của bạn, nhưng mà hoặc là con bồ của bạn, hoặc con bồ của bạn, ok. Chứ còn ở trên kiếm tiền online thì chắc chắn là mình. Vì tại sao? Ví dụ mình có thể đưa bạn ví dụ này, khi bạn có tiền đấy thì các bạn mới xem kênh YouTube của mình, đúng không? Ông có tiền thì ông mới xem chứ, có tiền thì thoải mái tư duy chứ, ông mới xem chứ, còn suốt ngày mất tiền ông buồn phiền đấy, đúng không? Ông xem làm cái gì, xem một thằng chém gió xong cuối cùng bị tiền thì vẫn mất, lại vừa đau đầu, bởi vì những clip mình làm nó rất là đau đầu. Các bạn cũng hiểu cái độ mình đã cố gắng đơn giản hóa những cái clip của mình, nhưng mà nó vẫn rất là khó để mà tiếp cận được một phần lớn mọi người, vì mọi người nghe lúc là rất là đau đầu luôn. Thêm nữa rằng là khi các bạn có tiền ấy, thì ví dụ như một bạn mình đã từng ấy, bạn đã có thể một ngày bạn ấy kiếm được 200 đô la chẳng hạn, thì bạn ấy vào livestream của mình, bạn ấy tặng cho tôi không biết bao nhiêu tiền nữa đấy. Thế nghĩa có nghĩa là nếu như các bạn kiếm được nhiều tiền thì các bạn sẽ tặng lại mình đấy, hiểu luôn là thế. Thế vậy thì ai là người mong muốn các bạn có nhiều tiền? Mình, đúng không? Nếu như bạn kiếm được nhiều tiền ở trên online thì ở ngoài đấy bố mẹ bạn không biết đấy, không 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 biết thì làm sao mà mong muốn được. Bạn bè của bạn cũng không biết, mà thực ra bạn bè bạn có biết đi chăng nữa thì nó cũng lấy được cái gì của bạn không, bạn có cho được nó cái gì không, tôi hỏi thật. Ông có cho được cái gì hay một vài bữa nhậu? Hoặc là con bồ của bạn, con bồ của bạn thì là trong cái lĩnh vực nào thì nó vẫn mong muốn bạn kiếm được nhiều tiền, nhưng mà nó có biết bạn kiếm tiền online không? Có thể là nó biết hoặc cũng có thể là không, nhưng mà nó mong muốn bạn kiếm được nhiều tiền online cũng chỉ là để mà bao nó lên sàn mà thôi, hiểu không? Tôi mong muốn các bạn kiếm tiền online để còn về tương lai các bạn có. Vì tương lai của các bạn
thì cũng là tương lai của tôi. Tương lai các ông còn có thời gian xem YouTube thì tôi mới có thời gian để mà ra video đúng không, tất cả mọi người ủng hộ phải không? Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần hướng dẫn các bạn để là tạo dựng mục tiêu cho tháng thứ này. Thì các bạn nhớ, nói chung là nhớ anh em cố gắng làm đấy, hộ cái có tâm một chút cái, đừng hời hợt với bản thân mình, hãy vì đó là bản thân các bạn, đâm ra các bạn đừng hời hợt với bản thân mình nhé. Ok, chúng ta cùng nhau vào đây xem. Ok, thì đây các bạn sẽ mô tả cái mục tiêu của các bạn thì mình sẽ hướng dẫn qua để anh em có cái mục tiêu. Thực ra khi cái này ấy, các bạn tốt nhất là nên viết nó xuống, thì đây là tôi gọi là quá đủ đít cho anh em rồi đấy. Đó, tôi là dặn cái việc là viết cái mục tiêu của bạn ra xuống, mục tiêu của bạn xuống cái giấy, nhưng mà chắc là nhiều bạn chắc là không viết. Đâm ra lần này thì để hẳn link cái này ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn viết viết nhá. Thì sau khi các bạn chia sẻ những cái mục tiêu này của toàn bộ các bạn ấy, thì mình sẽ làm clip để mà gửi đến cho toàn bộ mọi người. Có nghĩa là cùng nhau, sau đó khi các bạn đã có mục tiêu của các bạn rồi thì mình sẽ phân tích đấy, mình sẽ phân tích rồi mình sẽ làm ra một clip nhiều người để đó hỗ trợ bạn. Bởi vì khi bạn viết mục tiêu ra thì bạn cần phải mỗi một người nào đó để mà giải mã cái mục tiêu đấy. Ok, thì là họ tên này, địa chỉ bạn ở đâu này, tuổi bạn như thế nào này, công việc của bạn đang làm gì, thu nhập mong muốn, cái này quan trọng này, thu nhập bạn mong muốn là tháng tư là bao nhiêu, bạn có quyền ước mơ cao nhé, bạn có quyền này, vì khi cứ đưa lên cao mà sau đó thì nó dập xuống cho nó vừa là vừa được, là cứ nghĩ cao đi xong rồi ngã xuống cho nó đủ là vừa. Em đang bạn có quyền đưa cao, mong muốn bao nhiêu cứ đưa lên cao nhé. Ok, ba điều mà bạn muốn thực hiện nhất trong tháng tư này là gì thì các bạn viết vào đây cho mình. Cái này bạn cứ viết thoải mái, ba điều mà bạn muốn thì bạn cứ viết thoải mái nhá. Thì sau này mình sẽ chia sẻ làm nào cho các bạn như thế này này. Lý do bạn muốn thực hiện điều này, đấy, lý do tại sao viết cho mình cái lý do. Khi đạt được điều này thì bạn cảm thấy như nào? Đấy, bạn cũng phải nhìn chung ra xem nếu như mà bạn đạt được những cái điều mà bạn mong muốn ở bên trên thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Ai mà bạn muốn chia sẻ điều đó, bố mẹ, gia đình, gồm anh chị em hoặc là bạn thân, hoặc là để chứng minh cho cái con người yêu cũ thấy rằng là bạn là ai ấy, phóng xe ô tô đến cửa nhà con người yêu cũ, mày nhìn thấy cái gì chưa ấy, mày thấy phanh anh ăn không đấy. Ok, cái phần cuối cùng chốt những hành động cụ thể nào để bạn đạt được mục tiêu. Thì cái này thì mình cũng sẽ, các bạn ghi, cứ ghi ra đi, sau đó thì mình sẽ phân tích giúp các bạn. Thì nhiệm vụ của mình là giải mã mà đúng không, thì mình sẽ chọn ra những người là mà viết hay nhất thì mình sẽ chọn ra, chứ mình không phải là ông nào vào tôi cũng chọn ra đâu nhá. Các ông những người nào về viết hay tôi mới chọn ra thôi, còn ông nào viết không hay, viết vớ vẩn á thì đừng có hòng mà nhận được lời tư vấn. Thái độ nó phải tốt đi thì người ta mới giúp được, thái độ bạn không tốt thì làm sao người ta giúp được. Quan trọng nhất là thái độ của bạn phải tốt trước, mong muốn của bạn phải có trước thì tôi mới có thể giúp đỡ bạn, đẩy bạn lên. Nhưng bây giờ đi còn không buồn đi, cứ nằm ườn ra đấy xong bắt người ta đẩy kéo, tôi, bạn không phải là bố tôi cũng không phải ấy, tôi cũng không thể nào mà đẩy bạn được đấy. Mà tôi đẩy bạn thì những người đang ở phía trước họ sẽ làm thế nào? Ví dụ như tôi bây giờ bạn đang nằm yên ườn ở trong nhà nhé, xong đó tôi vào gọi bạn, vậy thì những người đang chờ ở ngoài hiên, đang những người đang ở vạch xuất phát thì tôi ăn nói thế nào với họ đấy. Đâm ra tự các bạn phải ra vạch xuất phát của mình, để mà tôi ở đây tôi chỉ hỗ trợ các bạn ở vạch xuất phát chứ tôi không hỗ trợ các bạn ở trong nhà của các bạn đâu. Ok, cảm ơn tất cả các bạn, nhớ điền chi tiết cụ thể và suy nghĩ thật kỹ khi làm nhé. Làm gì phải suy nghĩ chút, đừng có hời hợt đến bản thân mình, mà còn hời hợt thì còn làm được chuyện gì nữa. Bạn đừng hời hợt với bản thân nhé. Ok, cảm ơn tất cả bạn.